Quý bạn thân mến, mình xin giới thiệu cùng quý bạn nốt ruồi mà ở trên cái tai của mình. Thì nốt ruồi trên tai, đây là cái dành tai, mình sẽ nói nốt ruồi mọc xung quanh dành tai mà phía trên này, ngay cái điểm này. Nếu mà nốt ruồi mà ở trên dành tai, phía cao ở trên dành tai thì là người mà có trực giác. Những người có cái trực giác rất mạnh mẽ, nhạy bén và cái tài xoay chuyển đầu óc rất nhanh, bởi vì cái trực giác họ nhạy bén ngay ngay cái điểm này. Những quý bạn đây nút rồi ngay điểm này thì những người có cái trực giác rất là nhạy bén, có thể đưa ra quyết định chính xác với cái đầu óc tỉnh táo, và là người mà họ tính toán rất là nhanh chóng luôn, bởi vì họ có cái nút ruồi này thì nói lên cái đầu óc họ rất là thông minh và cái trực giác nhạy bén của họ. Cho nên cái khả năng mà truyền cảm hứng thì cũng rất là tuyệt vời, và những người này có thể là tạo ra những cái ý tưởng rất là phi thường thường, khác khác người thường luôn nha, những cái ý tưởng khá là tuyệt vời luôn. Nhờ vậy mà đây là cái nốt ruồi mà dễ nắm bắt thành công nhất. Đây nốt ruồi ngay địa điểm trên dành tay này, nốt ruồi ngay đây là nút ruồi dễ nắm bắt thành công nhất. Tiếp theo là cũng trên dành tay, nhưng từ cái địa điểm nút ruồi ở trên phía cao trên dành tay này, quý bạn hơi chạy xuống phía dưới xuống thì chạy xuống phía dưới dành tay ngay điểm này thì là người thực tế và có cái chí tiến thủ, nhưng lại tiêu rất nhiều tiền, bởi vì những gì mà họ mà hứng thú lên á, họ thích lên á thì họ sẽ sử dụng tiền ngay. Ví dụ như tiền mà đến á thì thường được sử dụng cho tất cả các sở thích của người này. Ví dụ như nếu mà nữ á, thì họ thích mua sắm hay là thích sử dụng những cái gì mà họ thích thôi. Ví dụ như là thích mà mua chiếc xe đẹp á thì họ mua ngay. Nếu mà có tiền, cái số tiền họ thu nhập được bao nhiêu thì họ lại xài theo cái sở thích của người này thôi. Cho nên cái việc mà gầy dựng về cái tài sản tiền bạc về hay là cái phần mà vận may tài lộc thì gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì tiền á thì cũng vô nhưng mà xài hết, tại vì cái này giống như là cái tật rồi, không có thay đổi được. Người ta thích mua sắm rồi thích xài tiền, cho nên không, tánh người này là không có để cái nút ruồi này, nó làm cho người này không có giữ được tiền. Nhưng mà cái bản thân của người này thì có cái tính tình rất là trung trực, nhưng mà không có giỏi cái việc che giấu, ai nói gì là gặp người khác là học lại hết, chứ không có kín đáo giấu trong lòng được. Cho nên người này á không có có sao nói hết vậy, cho nên không có được mọi người tin tưởng, bởi vì những cái bí mật mà nói cho người này á thì sẽ lộ ra hết. Đây là cái nút ruồi giống như nút ruồi của bà Tám vậy đó, là hay là tám chuyện á, nói hết là không có giữ được. Cái miệng của do như vậy mà cái miệng của mình á, của người cái người mà sở hữu cái nút ruồi này á thì có thể là cái nguồn gốc mà gây tai họa, và có thể mà làm xấu đi những cái mối quan hệ giữa cá nhân, những cái mối quan hệ tình cảm bạn bè gia đình này kia nọ, bởi vì tại cái miệng của mình người mà cái miệng hay nói mà nói những cái điều mà nó không có làm hài lòng người khác được. Và cái nốt ruồi tiếp theo là cũng là cái địa điểm dành tay mình, hồi nãy là địa điểm dành tay ở phía trên rồi chạy xuống khoảng ngay giữa tay, rồi bây giờ nó chạy xuống đây, chưa có tới cái phần cái giá tay này nha, cái từ cái điểm giữa chạy xuống một tí xíu thôi là trên cái phần giá tay một tí, thì những người này là nhìn giống như là người ta đã lớn rồi, người ta trưởng thành rồi, người ta chín chắn rồi, nhưng mà bên trong người là không phải như vậy. Bên trong người này có cái vẻ rất là hiếu thắng lắm, họ càng ngày càng muốn giành được lợi thế gì hay so sánh với người khác, và nói chung là người thích cạnh tranh á, thích so sánh, thích cạnh tranh, và có cái tánh kiêu hãnh. Tánh kiêu hãnh thì cũng hơi là khá cao á, thì ít có
khi mà thay đổi cái ý kiến khi mà người ta đã đưa ra lắm. Thí dụ như là bản thân người này, tôi thích mua cái chiếc xe màu xanh, thì người khác nói xe hơi thường thường, thí dụ như xe hơi đi ha, thì xe màu trắng nó tốt hơn hay là xe màu trắng nó hợp phong thủy với bạn hơn hay gì, thì ý kiến của bạn là ý kiến của bạn, ý kiến của tôi là ý kiến của tôi, vẫn bảo thủ ý kiến của mình. Đó là cái người mà có cái nốt ruồi mà từ cái điểm giữa dành tay chạy xuống tí xíu, tại điểm này thôi chưa có tới cái phần dái tay nha. Tiếp theo đây là cái nốt ruồi ở cái phần dái tay nha quý bạn. Nếu mà quý bạn có cái nốt ruồi ngay cái phần cái dái tay đây, ngay phần cái dái tay này, thì đây là nhấn mạnh về cái khía cạnh ngoại giao. Đây là một cái người mà rất là giỏi về ngoại giao, người có một cái tính cách rất là tươi sáng. Nếu mà người này, người ta cái tánh tình người ta hả, nếu mà nhận được cái lời mời ai đó thì nó không bao giờ từ chối, mặc dù bận rộn hay có công chuyện gì đi chăng nữa thì người ta cũng không có từ chối, người ta cố gắng, người ta sẽ đáp lời cái lời mời đó, người ta đi cho bằng được luôn hả. Cái lòng người này hả, đối xử đối với bạn bè rất là tốt, và người ta giữ chữ tín. Và nếu mà là phụ nữ á, thì họ có cái phần mà rất là dễ thương và có cái xu hướng được nhiều người, bởi vì họ dễ thương thành ra được nhiều người yêu thích. Và người phụ nữ cũng được may mắn về cái tiền bạc, may mắn về cái vận may tiền bạc á, thì phụ nữ hay nam nữ đều được cái may mắn về cái vận may tiền bạc và vận may tiền tình cảm và sức khỏe. Đặc biệt là cái nếu mà cái phần cái tay của mình nè tròn, cái dành tay tròn, cái tay dày, cái tay phải dày nha, rồi cái hả nếu mà may mắn nữa thì cái tay nó phải cao hơn cái phần chân mày, phần đuôi mắt nó, rồi cái tay phải bự. Mà cái tay muốn biết mình cái tay mình nó to hay là tay nhỏ làm sao quý bạn biết được, thì quý bạn phải đo cái chiều dài của cái tay mình nè, thì quý bạn phải đo với cái mũi mình, chiều dài của cái mũi bằng với chiều dài của cái tay là cái tay mình bình thường. Nếu mà cái chiều dài của cái mũi mà nó ngắn hơn cái tay mình, nó dài hơn cái sống mũi mình, thì cái tay mình là thuộc dạng cái tay dài tay to. Thành ra mỗi một người có một cái cơ thể khác nhau, cho nên mình phải đo chính cái cơ thể của mình mới biết chính xác cái tay mình nó dài nó to cỡ nào. Thì người có tay to mặt bự đó là người mà hả phải nói là có phúc hậu và giàu sang cả đời. Thì cái tay mình nó to hay không mình phải đo chính cái lỗ mũi của mình. Cho nên sau khi đo cái lỗ mũi mình rồi, quý quý bạn phải đo từ cái ở trên cái phần trên của dành tay trên, đo với cái nếu mà nó cao hơn cái chân mày của mình đó, thì quý bạn sẽ cuộc đời sẽ khá sung sướng và được nhiều tiền nhiều quyền cao chức trọng. Và cái mà quý bạn cái dành tay này, cái dái tay này á, mà nó hơi hướng cong về cái phía phần miệng của quý bạn nè, đây là có đường cong từ cái phần cái dái tay mà nó cong, nó hơi cong lên vậy nè, nó cong nhẹ lên đây, nó có một cái đường cong cái từ cái dái tay cái nó cong lên, nó cong nhẹ lên như vậy. Nó cong nhẹ lên, cong hướng về phía miệng á, thì cả đời không có sợ đói, cả đời ấm no luôn. Nó ngộ vậy hả, pháp lệnh mà hai cái pháp lệnh mà nó chạy vô miệng là sẽ bị đói, mà khi là cái dành dái tay này mà nó chạy về hướng miệng thì sẽ ấm no hạnh phúc cả đời, không bao giờ sợ đói luôn. Nó thành ra cái dái tay mà nó dày mà nó chạy về hướng miệng, nó xéo về hướng miệng là rất là tốt luôn. Còn nếu mà dái tay dài trường thọ cái đó là ai cũng biết rồi. Thành ra cái dái tay trên dái tay nè có một ruồi á, thì quý bạn sẽ được ba cái vận may. Vận may thứ nhất là may mắn về tình cảm, vận may thứ hai đó là về tiền bạc, vận may thứ ba là về sức khỏe. Khi có nốt ruồi ở trên dái tay này thì quý bạn sẽ được ba vận may đó, nhưng ba vận may cộng theo cái dái tay của quý bạn. Nếu mà dái tay của quý bạn nó dày cỡ nào, cái độ dày của dái tay nha, độ dày và cái độ đẹp, đẹp là phải tròn phải hồng, cộng thêm cái màu sắc của dái tay này nó phải hồng nữa, thì tùy theo cái nếu mà hả càng dày thì quý bạn sẽ được hưởng cái phúc ba cái vận may đó càng nhiều. Còn nếu mà nó hơi mỏng thì quý bạn sẽ được hưởng mà hưởng ít thôi. Thành ra nó cũng có cái nốt ruồi này, nhưng mà nốt ruồi nó phải tùy theo cái số phận, cái định mệnh của cái dái tay của quý bạn, thì quý bạn nó sẽ được hưởng nhiều hay ít thì tùy theo cái phần nền này nha quý bạn. Quý bạn thân mến, video của mình đến đây xin tạm dừng. Quý bạn video tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý bạn đã theo dõi và xem video của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bạn.